hello cả nhà nha lại là móng ngắn mọi người ở đây là móng uh, clear sẵn nha cái chip này có uh, có clear sẵn thì mình chỉ cần đắp bột lia thôi mọi người rất là đơn giản luôn bột lia thì mình chỉ cần đắp đúng một cục bột thôi nha mọi người tại vì bột lia uh, nó rất là chắc nè lúc mà nó khô quá uh, mình vỗ rất là chắc nên mình chỉ cần đắp một cục bột thôi lấy cho vào... À, lúc mà mình vuốt xuống đó, đây mọi người thấy không mình bỏ lên cuticle nè đâu có cần chỉnh cuticle đâu đẩy vô thôi là tròn cuticle liền xong lúc mà mình vuốt ra đó mọi người nè phải nương tay nhanh nè coi nè đó phải nương tay để cho cái đầu móng có bột nha mọi người tại vì mà móng ngắn mà mình vuốt mạnh quá thì cái đầu nó sẽ không có bột đó đẩy lên mọi người thấy hoàng đâu có cần chỉnh cuticle đâu đúng không đó, miễn sao lúc mà mình gấp cục bột á mọi người là mình mình gấp sao cho nó tròn là mình để lên là nó vô khớp luôn đây mọi người thấy không nó tròn không để lên là vô khớp luôn mình chỉ cần tém vô tránh giữa nè rồi chống cái tay của người khách xuống kéo ra hết móng nha kéo ra hết móng rồi mình mình hẳn mình đắp xuống luôn đó thì mình đắp một cục bột thì phải đắp hơi dày dày một chút xíu nha đó bột ly rất là đơn giản mọi người dễ đắp lắm bộ này mình đắp trong vòng 3 phút 3 phút 20 giây là xong nha đắp xong mà à, chưa khô luôn mọi người vỗ không khô luôn đó bây giờ mình kiểm tra lại một lần nữa là mọi người thấy cái độ bóng không càng bóng á, là là đắp bột và khỏi cần vỗ luôn nha đó mình làm bóng lúc mà hoàng vuốt cây cọ cho nó, nó bóng nhẹ mọi người là người khách nhìn luôn người, người ta thấy bóng là người ta rất là thích nha rồi lấy một cục bột nè để cho nó khô một chút xíu nha tại hôm nay bột hơi chảy với lại hoàng á, à, à, lúc nào hoàng cũng chĩa cái quạt vô người của hoàng mọi người thì à, à, quạt mà nó vô bột thì nó rất là chảy nha nó là lạnh lạnh sao thì mọi người có thể à, à, chú ý cái điểm đó nha giống như mà mùa mà à, lúc mùa mà nóng quá mọi người thì bột nó khô quá thì mọi người có thể chĩa cái quạt vô thì bột nó sẽ chảy hơn một chút xíu nha cái đó là kinh nghiệm của hoàng mình mình học hỏi nha nhiều khi mà bột mà thời tiết mà lạnh quá bột chảy á thì mọi người có thể để cây đèn ở đó thì bột nó khô nhanh nó có chiêu hết mọi người đó bỏ cùng bột luôn nè mọi người thấy mình bỏ lên là nó tròn kêu đi cò liền không xong đẩy lên nhẹ chổng cái tay khách xuống kéo chỉ cần hai ba cái thôi là nó phu nguyên ngón luôn rồi mình sẽ đập xuống các leader mà nó dính trong trên bột á thì chút nữa mình phao ra nha không sao hết đó, cái bộ này mình vừa đắp tay khách mà khách vừa ăn mọi người. Mà mình vẫn à, đắp coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi, rất là đơn giản luôn. Đắp ngón út nữa là xong. Đó, bỏ một cục bột lên. Tém vô hai bên, đẩy lên nè. Đó, chọng cái tay khách xuống. Một, hai, đẩy ra. Ba, là ra, đã hết đầu móng. Tém vô hai bên nha. Mọi người xem clip nhớ like, share, đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.